nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động. Nhiều ngân hàng đã tiếp tục phát hành trái phiếu ra thị trường. Vietinbank dự kiến chào bán 80 triệu trái phiếu trong hai đợt với giá chào bán mệnh giá 100.000 đồng một trái phiếu. HDBank cũng vừa có thông báo chào bán trái phiếu đợt 2 ra công chúng với tổng trị giá 1.000 tỷ đồng, mệnh giá 100.000 đồng một trái phiếu. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp 6 tháng đầu năm ghi nhận sự lên ngôi của nhóm ngân hàng. Từ đầu năm đến ngày 21 tháng 6 năm 2024, có 41 doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với khối lượng hơn 110.000 tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái.